Mấy đứa con từ trên trời rơi xuống nó đảo lộn cuộc sống của tôi hết đó. Thế giới bất ngờ chợt một ngày bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày phải lo xa. Ôi thôi nghĩ suy sao mệt quá. Hãy ở bên cha dù thời gian qua, chưa hay trách con, chưa hay mắc la. Để rồi khi ta chung một nhà, hiểu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quên ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chia tiếng cười hà. Hãy ở bên cha đừng vội rời xa, cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đấy sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi chờ che, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những bước con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Thôi mất cặp con đứa trai, sao vậy ta? Đến đâu? Đi vô. Trời ơi, bắt cóc con nít. Nó bắt cóc con nít. Nó bạo hành. Chú. Rồi mày làm gì mày? Chú làm gì chú Trường ở đây vậy? Ủa bộ tập phòng cháy chữa cháy hả? Sao con không nghe nói gì hết vậy? Cái này nó còn dễ sợ hơn phòng cháy chữa cháy nữa. Điều gì? Trời ơi, cái này nó là một sự tàn khốc trên thế giới. Một sự bạo hành trẻ em bây giờ là đứng đầu, phụ nữ là đứng hàng thứ hai, cho nên mày đừng hòng có cửa với hai cái đứa nhỏ này. Trời ơi, không là ở trong nhà anh Tùng á hả? Tao không ngờ thằng Tùng nó lợi dụng con nít để nó bạo hành trẻ em, nó đánh đập tụi nó có âm mưu gì với hai đứa nhỏ này đây? Cái gì ghê vậy, để con vô coi. Không, nhưng mà cái chuyện này nó lại không có quan trọng bằng cái chuyện của mày. Cái gì chuyện của con là chuyện gì? Của mày mới là quan trọng. Con mày Winner. Thằng Winner nó làm sao? Nó uống một ly trà sữa trân châu, tính tiền thì nó móc tiền ra nó không có. Nó bị bà chủ trà sữa trân châu ở dưới chửi. Chửi quá trời, hỏi mày con ai? Nó trả lời là nó con của má nó. Thế là cái bà chủ trà sữa trân châu, má mày thằng Winner đó đang chửi. Thôi nguyên một chung cư bu đen bu đỏ cái ly trà sữa ở dưới. Cái gì mà nghiêm trọng vậy? Nghiêm trọng. Chú nằm đây đợi con nha, con xuống có xử lý con lên liền nha. Winner. Mệt quá. Quên ra. Tự nhiên nó biểu mình nằm, mình phải vô mình giải cứu thôi. Nó mấy đứa nhỏ nó làm thiệt quá trời quá đất. Mình phải vô mình cứu thôi. Mình phải nhào vô mình cứu. Nhất quyết là mình phải cứu. Ủa mình đi từ đây mình vô trọng lại hai đứa nhỏ nó chứ. Đi vô đây. Trời ơi, đi vô đây. Đứng đây hết. Đứng đây. Tại sao? Tại sao tụi con có thể giỡn với ba như vậy? Hả? Coi thường mà tới như vậy hả? Nào là vẽ lên trán, rồi bây giờ chối chân ba mà té, rồi đứng cười rồi còn bỏ chạy nữa hả? Hôm nay không phạt không được. Một đứa hai rồi. Ba không có thương con. Không thương con hả? Con có thương ba không? Con giỡn trên đầu trên cổ ba mà. Còn nói vậy nữa hả? Ba thương con thì tại sao ba đánh con? Tại sao con lại giỡn với ba như vậy? Hả? Hai đứa làm cái hành động đó là hỗn với người lớn, phải đánh mới nhớ. Còn nói nữa hả? Đứa nào đầu tiêu vụ này? Đứa nào? Con hay con? Bố người ta. Thấy chưa? Là bắt được quả tang cho sao? Quá đầu của nó mình cắt con qua đây. Ê, bà nói cho người nghe, rõ ràng tao thấy nghe chưa? Mày bạo hành trẻ em, mày cảm gan, mày dám dùng bạo lực, mày trấn áp mấy đứa nhỏ. Trời ơi, mày dùng những đứa nhỏ này để mày thực hiện những cái mưu đồ gì của mày đúng không? Mưu đồ gì đâu trời? Tao nói cho mày nghe, mày đừng. Trời ơi, chú ơi, bình tĩnh có chuyện gì vậy? Anh bị gì không? Bình tĩnh có chuyện gì không? Trời ơi, anh ơi, sao ra trong mổ này có bị cái gì không? Có bị cái gì đâu, nó vô lại đây vậy? Tao nói cho mày nghe, mày đừng có gì yêu thầm nhớ trộm nó mà vô để binh vực cho nó. Mày hãy nhìn rõ ràng đi, nó dám dùng những cái đứa trẻ này để mà nó bắt những đứa trẻ này đi xin ăn. Đem tiền về cho nó. Bây giờ hỏi nó có phải gì không? Đây, có đúng gì không con? Dạ đúng. Trời ơi, con thấy là ba con dùng dây trói tụi con đúng không? Dạ đúng. Trời ơi, thấy chưa? Thấy rõ ràng là ông thấy rõ ràng là cái ống máu vàng này nè dập dọc vô bà con đúng không? Dạ đúng. Trời ơi, ai cũng không hỏi nào. Giờ ơn chú nghe con nói một lần được không chú? Thì mày cứ nói đi, tao sẽ lắng lỗ tai lên tên thằng Nghệ Giang nghe mày nói. Nhưng mà tao hỏi là mày đứng trước công an thì làm sao mày nói được cái gì? Bằng chứng nó quá đư là đầy đủ đi. Rồi bây giờ tóm lại làm sao? Tóm lại là gì? Đưa xuống công an, báo công an. Thôi đừng làm ơn là đừng đưa anh Tùng đi công an. Tại sao? Tùng lên công an, đưa Tùng qua nhà con đi, đưa Tùng qua nhà để làm gì? Thì ra My với thằng Tùng này là chung một cái đường dây. Cái gì vậy chú? Quá trời quá đất rồi, mày đừng tha son đỏ làm gì? Mày dòm cho mày giống y như một con hồn đi tin ăn thịt mấy đứa nhỏ. Tao sẽ đưa tất cả hai đứa tụi bay trình diện công an. Đưa công an làm cái gì? Đúng rồi. Đi xuống đúng phải gặp công an để công an xử tội tụi bay. Trời ơi chú ơi, ta nhớ trước khi đi gặp công an bắt buộc một điều là phải đi gặp ông Nụ. Tôi không ngờ cậu là người như vậy. Ủa tôi là người sao trời? Tự nhiên ta vô nói tôi được là sao cô Nụ? Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Dạ chị Nụ, em nghĩ là trong cái chuyện này có chút gì đó hiểu lầm rồi. Không có hiểu lầm gì hết. Đây là sự thật. Cuộc họp này là tập trung lại tất cả để mà tố cáo cậu Tùng. Sự thật nó đã phô bày ra trước mắt rồi. Cái gì? Cậu Tùng này bạo hành trẻ em. Chú Đức ơi, chắc là chú Đức có hiểu lầm rồi. Đúng rồi, anh Tùng không phải người như vậy. Cho tớ. Nói về tội nghiệp tôi. Mời chú Đức. Tôi nói có sách, mách có chứng. Bằng chứng là đây nè. Đây mới chính là bằng chứng. Trói mấy đứa nhỏ nè, có đúng vậy không? Trời, chú Đức, chú có thấy hay không? Trời ơi, chú thấy đi rồi, chú nói con cái cục dây này đâu. Tự nhiên mà chú Đức con trói đứa nhỏ. Nếu như không có trói mấy đứa nhỏ, thế thì sợi dây này tại sao lại có mặt ở hiện trường? Sợi dây được có mặt ở hiện trường để làm gì? Hả? Nhảy dây à? Hay là để gói quà? Gói quà đem đi tặng mà gói quà chi mà sợi dây nó dài như vậy? Quà bự bằng cái container, gói nguyên cái container à? Thế thì món quà nó từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tôi thấy món quà nó bự to như thế. Bỏ cái gì trong đó làm quà? Con bò ư? Không bao giờ có chuyện đó. Rõ ràng đây chính là bằng chứng. Trời ơi chú ơi, chú vô chú có thấy con trối tụi nó hay không? Trật tự. Theo cái sự phân tích của chú Đức đây á, tôi thấy là có lý đó. Trời xong luôn rồi. Có lý cái gì mà có lý? Cô cũng không biết gì hết, cô nghe một hướng một chiều đó cô chụp mũ người ta. Anh ơi, anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Cái gì cũng có giải quyết. Một mình anh thì sao nói lại miệng mấy người này, anh hiểu không? Miệng chú Đức, một mình chú Đức thôi là anh nói còn không lại rồi. Nói cái miệng trời sanh ra để ăn, để uống, để nói những lời qua đường, để nói những lời tốt đẹp xoa dịu nỗi đau của con người sống ở trên cái trái đất này, chứ không phải để nói ra những cái lời ác độc hung độc. Con đừng có nói là một miệng tôi mà các người nói không lại cái miệng tôi. Tôi đâu có nói gì đâu. Hồi nãy đến giờ là cô bốt này cổ nói, tôi không hề nói. Có đúng không hả chị Nụ? Chú phân tích là tôi thấy đúng đó. Thấy chí lý đó. Bây giờ không có giỡn mặt với tôi nữa. Nếu mà có đủ chứng cứ mà cậu là tội phạm á thì tôi sẽ đưa cậu lên công an giải quyết. Rồi. Đúng vậy. Còn bây giờ á, đúng hay sai như thế nào phải hỏi mấy đứa nhỏ đây nè. Rồi hỏi đi. Hỏi đi. Rồi. Trật tự. Im lặng để hỏi mấy đứa nhỏ không nên làm. Ok chị Nụ. Hai đứa con có gì ở đây? Tụi con nói cho mọi người biết, có phải chú Tùng đây bắt trói tụi con lại không? Nói đi con. Có phải chú Tùng đây hành hạ tụi con không? Nói đi con. Trời ơi chú Đức, đề nghị chú bớt nói đi. Ok chị Nụ. Hai đứa trở nên nghiêm túc. Nói. Hai đứa nói đi. Cái chuyện gì cứ nói ra cho cô Nụ biết. Có hay không? Trời ơi, mừng quá có chú Tùng ở đây. Gì vậy con? Con kiếm chú nè. Hên quá, bây giờ như vậy có con gái cô Vi của tôi ở đây. Con Vi nó nắm hết tất cả bằng chứng này. Nói ra đi con. Hai đứa nghe chị hỏi nha. Bây giờ có tất cả mọi người ở đây, hai đứa phải nói thật là chú Tùng có bạo hành, có đánh đập tụi em không? Khoan đã, trước khi nói, có nhớ câu chuyện gì kể cho hai đứa nghe không? Câu chuyện cô bé nói dối đó. Nói dối là bị xuống địa ngục thôi chưa? Nghe không? Ê, mày mốt lời cho tụi nó hả? Mày mốt cung hả mày? Chú Đức, trật tự để cho con nhỏ nó nói. Ok chị Nụ. Rồi nè, bây giờ hai đứa trả lời đi cho mọi người nghe đi. Chú Tùng có bạo hành, có đánh đập hai đứa không? Nói gió là mình xuất địa ngục nha. Có không? Có không? Dạ không. Đó, mọi người nghe hết chưa? Mọi người nghe hết chưa? Chú thấy chưa? Cũng cái miệng chú không? Cái miệng chú là giống như cái gì anh? Giống như cái gì? Cư dân mạng vậy đó. Ừ. Thì chưa biết chuyện gì hết là ném đá người ta trước rồi. Đúng, chú luôn đó chú đó. Chú là người dựng chuyện lên luôn á. Trời ơi, thôi. Mọi người đừng có xỉa xói ba con nữa. Con cũng chỉ muốn nói sự thật thôi. Đây nè, con nó có sách mách có chứng. Ủy ban quận mới gửi cho chú đó. Thiệt hả con? Dạ. Đưa đây tôi coi. Đây, mời con. Trời. Cái gì vậy? Cậu Tùng, cậu không phải kẻ bắt cóc con nít. Chứ gì không nữa? Không bạo hành con nít. Chứ gì nữa? Chú Đức, chú dựng chuyện đúng không? Thấy chưa? Nói rồi mà. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Mọi người không ai tin, đặc biệt là chú đó. Anh Tùng à, có thể mọi người ở đây không ai tin anh là người tốt, nhưng em tin.